Bộ bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Với chiếc xe em cập nhật cho anh chị và các bạn Một mẫu 7 chỗ đáng để quan tâm trong tầm giá cũng nhà bền lành Chiếc Toyota Fortuner phiên bản máy 2.7 một cầu Sản xuất 2016 máy xăng tên tư nhân Ngoại thất màu xám, lăn bánh với quãng đường 6,6 vạn km Trang bị màn hình công nghệ Android cũng như là cam hành trình Đã lên cam 360 cùng với rất nhiều tiện ích bên trong chiếc xe với hai màn hình gối đầu, kế điện, gương gập điện, rồi đèn xi nhan, bi xe lông cũng như tích hợp bô lăng tích hợp đầy đủ. Một dàn ốp uh, đết theo xe 2016 đã dán kính cũng như là thảm trải sàn rồi. Phu đầy đủ, đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng cũng như là cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe, không bị đâm va, không bị thủy kích, máy móc hộp số còn nguyên zin nguyên bản hỗ trợ ngân hàng lên tới 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Thông tin chi tiết cụ thể về chiếc xe thì các bác có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình hoặc qua trực tiếp cửa hàng là Việt Nguyên Auto. Địa chỉ đơn vị là số 57 59, 61 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm anh chị nhé. Xe thì đăng ký lại biển thành phố. Nên khi mua về các thành phố lớn thì sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển mà chỉ mất phí đổi biển thôi. Đây là những chi tiết đường nét về hệ thống keo chỉ ốc ác của chiếc xe để các bác có thể đánh giá và thẩm định cùng em. Khi xem qua mà anh chị và cảm thấy ưng rồi thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để nhận được các ưu đãi hỗ trợ tốt nhất từ cửa hàng cũng như là thỏa thuận lại về mức giá. Đảm bảo cho anh chị và các bạn mua được một chiếc xe với chất lượng tốt nhất. Khi đi xem xe thì anh chị và các bạn nên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba để mình có thể là kiểm tra đảm bảo an tâm cho quá trình sử dụng sau này. những đường nét sơn si và hệ thống bóng đèn của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp anh chị ạ bao chủ thì cũng rất là giữ gìn bên trong đây thì là với những cái chi tiết đường nét hệ thống ghế ngồi anh chị có thể quan sát đây là một cái mức tiêu hao nhiên liệu 16,1 lít cho đường trong đô thị với khối động cơ là máy 2.7 với khối động cơ lớn thì tương đương với cái mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ cao hơn còn với những cái máy, máy mà nó chấm nhỏ thì cái mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ thấp hơn Để tổng quan không gian về ghế ngồi rộng rãi thoải mái cho ba người ngồi ở hàng ghế thứ hai trần xe thì đã được bọc ly lông chống bẩn rồi màn hình được nâng cấp thêm hai cái màn hình android à, xin lỗi chị các bạn hai cái màn hình gối đầu còn màn hình chính của chiếc xe đã được nâng cấp lên màn hình android rồi đa chức năng giải trí cũng như là nhiều tiện ích hệ thống cánh cửa như về các phím bấm điều chỉnh chức năng Mọi chi tiết của nó thì vẫn còn rất là rõ Và dòng xe Toyota Fortuner thì nó là một dòng xe thực dụng Thiên về quá trình vận hành Nên nó không có quá nhiều các công năng cũng như tính năng sử dụng Tiện ích cũng như là nó chỉ mang cái tính vừa đủ dùng thôi Đấy, Khối động cơ của chiếc xe thì cực kỳ bền lành Được đánh giá trong nhiều năm qua đây là những cái chi tiết về hệ thống tabi đi tắp lô của chiếc xe cũng như các tính năng tiện ích hiện đang có mặt trên chiếc xe để chị có thể tham quan. Cần số rồi vô lăng, những chi tiết phanh tay, bệ thì tay. Và chất lượng của chiếc xe thì các bác có thể tham quan qua, có thể đánh giá được là xe là có hoàn hàn hảo hay không và có giữ gìn hay không. Với tầm giá của chiếc xe này thì hiện đang được giao bán với mức giá là dưới 550 triệu Giá này thì vẫn còn thương lượng, hỗ trợ đầy đủ các thủ tục mua xe trả góp cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu Chi tiết cụ thể hãy liên hệ em nhé Còn đây là em sẽ quay cho anh chị và các bạn tham quan qua về hệ thống ốc thanh rằng Rồi những cái chi tiết ốc lắp cao hệ thống thanh rằng mặt máy, keo mặt máy, các chi tiết đều còn trong tình trạng là nguyên bản, chưa dọn dẹp gì cả. Máy móc vẫn như là từ lấy nhà khách về, chưa hề dọn dẹp gì đâu anh chị ạ. Nên anh chị có thể tham quan kỹ cùng em. Đấy, từ những phần đầu ống két nước, mọi chi tiết vẫn giữ được độ đẹp. Thông tin thông số của chiếc xe thì em có cập nhật trên web autosehoi.com rồi. Anh chị và các bạn cần xem thông tin cụ thể, chi tiết thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi đầy đủ cho anh chị và các bạn rất mong anh chị và các bạn quan tâm và ủng hộ đóng góp ý kiến cho em ở phần bình luận để em có thể hoàn thiện hơn xây dựng nội dung đầy đủ hơn cho mọi người giúp mọi người có thể tìm cho mình một chiếc xe phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình với chất lượng tốt nhất